Xin kính chào tất cả quý cô chú, rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Ngày mới cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay tiếp tục quay trở về vườn của anh Bình, cũng giống như thường lệ quý cô chú, giới thiệu đến quý cô chú một số cây bonsai dễ xài, dễ chơi trong vườn của anh nữa. Rất mong quý cô chú xem, yêu mến, ủng hộ cho anh ha. Đó. Dạ, rồi em chào anh Bình ơi. Rồi em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay tiếp tục giao lưu với bà con cũng là bonsai nha bà con. Thì bữa nay em có me với Linh Sam, chú Thủy da đen lá lớn nha, cụm rừng nha, với Trung Nu ở Nguyệt Quế, được một cây mà lê kim ma nhỏ nha bà con, để giao lưu ha. Mã hôm nay là mã chữ mà chữ Z, Z đó, một Z ha bà con. Đó là một cây me, ở giờ này thì quay buổi chiều cái lá nó ship lại, nó ngủ rồi nha bà con. Đó, thì bà con liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212 nha. Chiều cao là 33, tổng chiều dài tán như là 52. Ở cây này thì củ rất là đẹp nha bà con, thân củ ha, khá là quái luôn. Ở cây này cốt cành cũng đã to rồi. Đó, form tàn thì ấm mịn nha. Giá cũng rất là bình dân cho mình chơi nha bà con. Đó, theo thời điểm này nha. Yeah. Hoành vị trí này là 33, ở hoành củ nha. Ở hoành thân ở đây là 17 nha bà con. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 800.000, em bao ship toàn quốc cho mình nha. Ở cây này thì mình vô cái chậu đẹp cây lên ha bà con, rất là lên đẹp nha. Ở 800 anh ha. Dạ 800 quái bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo cũng là một cây me chua luôn. Đó, cây này thì em mới vừa cun tỉa lại cho nó gọn gàng lại nha bà con. Đó, thì cốt cành cũng khá to rồi. Đó, dây thứ hai rồi nha. Chiều cao của cây là 44. Tổng cái chiều dài tán nha. Tổng chiều dài tán này là 68. Dạ. Cây này rất là quái cây nha bà con. Em lấy cái hoành vị trí này đi là 16 rồi. Ở trên đây cái co rất là gắt ha, khá đẹp nha. Ở cái này thì em bỏ bầu cho đi, mã 2Z này 700.000, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Ở mã số 2Z nha bà con, 700. Rồi tiếp theo mã số 3Z, đó là một cây linh sam, cây rất là dài nha bà con. Đó, thì cây này về mình ép chậu lại ha, cây lên đẹp nha. Chiều cao của cây là 39, chiều dài tán như vậy đó là 42. Đó, cốt cành thì ngón tay út em hết rồi nha. Đó, nó già nó xù lên chân rồi. Hoành vị trí này là 15. Đó, cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ 400.000, em bao ship toàn quốc cho mình ha. Phơm tàn rồi rất là ấm mịn rồi nha. Cốt cành khá to. Đây. Đó, về là có thể mình tiễn bớt những cái chi nào không cần thiết nha bà con. Đó, theo cái ý thích của mình. Đó, thì cái này em giao lưu bà con giá 400. Đó, em bao ship toàn quốc cho mình luôn, mã 3Z. 400 thôi anh ha. Dạ. Quá mềm luôn. 4Z. Ở 4Z là một cây sam song hên ghép trắng phớt hồng nha. Cái này thì em mới vừa thay cái chậu, em chậu lại nha bà con. Đó, nó cũng đã khỏe rồi. Dòng này thì mình thay ép chậu rất là dễ nha. Đó, cây cũng rất là khỏe ha. Rồi chiều cao, chiều cao cây là 50, chiều dài tán như vậy đó là 62. Tổng cái hoành vị trí này là 35. Đó, tổng hoành đế ở đây là 59. Cây này cốt cành to dài nha, song hinh ghép trắng phớt hồng. Dòng này thì lên bông rất là gỗ ha, thường xuyên lên. Ở 4 giách này em giao lưu bà con giá 2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 2 dạ, triệu 2 triệu. Rồi 5 dách. Đây 5 dách em có một cái cụm rừng mai chiếu thủy. Ở dòng này dòng da đen lá lớn nha bà con. Cốt cành thì nuôi tay út tay cái hết rồi nha. Mặt cắt thì đã liền hết rồi. Ở cái này về mình có thể tiễn bớt cái phần này cũng được nha bà con. Ở mình làm một cụm rừng lại cho nó khá đẹp nha. Da đen nu nha quý cô chú. Nu da đen lá lớn. Nu nhiều lắm luôn. Chiều cao là 66. Tán ngang như vậy ở là 74 nha. Cây này được nuôi cốt cành hết trơn rồi nè. Cây này nuôi cốt cành cắt giật nha bà con. Cây này thì về mình nuôi lên cái dàn phơm nó mịn lại cái rất đẹp nha. Dạ, quá già luôn. Nu đầy hết trơn. Mặt cắt thì hết rồi. Đó. Thì em đo tổng cái hoành cụm này nha. Em đo tổng hoành cụm em báo nha. 84 nha bà con. Em đo một cái mà thân là một thân thôi. Là 13. Ở nó tầm khoảng 13 14 nha. Dạ. 12 10. Đó thì cái cụm này em giao lưu bà con có giá là 1.2 triệu, em bao ship toàn quốc nha, mã số 5Z. 1.2 triệu thôi anh hả? 1.2 triệu. Mặt cắt kéo bít hết trơn của chú. Đây tiếp theo là một cây sam trái nha bà con. Ở sam trái phơm tán ấm mịn ha. Ở chia gặp tài tán ha, rất là đẹp luôn. Cao như gì là 28, tổng cái chiều dài tán như gì là 57 nha. Ở sam dạ. Trái mã 6Z nha bà con. Đó. Cắt phơm lên hết trơn rồi nha. Để chum cho rồi, này ra chi tiết hết rồi. Đây cái hoành em tính chỗ này nha, 15 nha. Đó, cây này thì em giao lưu bà con 1.7 triệu luôn chậu, em bao ship toàn quốc cho mình nha bà con. Đó, dạ. Cây đế nơm rất đẹp ha, đường thân khá là co gắt nha. Đó, mã số
6Z. Tiếp theo 7Z. Đó là một cây seri nha. Đó, dòng seri ăn trái nha bà con. Đó, cây này thì cốt cành mình nuôi rất là nhanh lớn nha. Ở dòng này mình xài hơi nhiều phân NPK anh tí, nó rất là ưa nha. Dòng cây ăn trái. Chiều cao này là 42, tổng chiều dài tán này là 54. Cây này thì em giao lưu bà con giá 1 triệu em bó bầu cho đi ha. Hoành là 13 nha bà con. Đó, cây này hoành 13 nha. Đó, rất là đẹp nha. Cái này đã định hình phơm tàn ấm mịn hết rồi. Đó, chỉ cần chơi thôi. Đó, để ngoài nắng thường thì nó sẽ mau lên trái nha bà con. Đó, giá là 1 triệu mà 7 dách nha, bó bầu cho đi. Dạ, rồi 8 dách là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Ở dòng này thì bông nó lên rất là thường xuyên luôn, bông thì rất thơm. Đó, bông gỗ rất thơm, nó lên thường những cái ngày gầm nha bà con. Đó, 14, 15 rồi ha, thường xuyên, tháng nào cũng lên hết nha. Cao là 56, tán ngang như vậy, ở 55. Ở phơm tán thiên nhiên, ở cái này thì cây phơm ấm mịn rồi. Ở cái này khi đi thì em cũng bó bầu cho đi nha bà con. Ở hoành vị trí này là 20 nha, sát dưới cổ đế nha. 20, ở đế thì cũng đều ha. Cái này em giao lưu bà con giá là 800 ngàn, em bó bầu cho đi, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 8 dách nha. Yeah. Rồi tiếp theo 9 dách, đó là một cây sam trái. Ở cây này thì cái lá rất là tốt nha. Cao như là 19, chiều dài tán như gì? Đó. 30. Cây sam này với một cây gì nữa? Một cặp nó chỉ 700. Rồi. Cây me, đúng rồi, cây sam với cây me là một cặp. Một cặp anh ha. Đúng rồi, một cặp cây, em hai cây, combo gì hai cây, em bán 700 ngàn hả? 700 thôi. 700 thôi. Hai cây luôn. Khuyến mãi cho mình luôn. Cao là 24, chiều dài tán như gì là 37. Ở hoành cũ gì là 33. Cũ quái. Cây này thì cái hoành ở đây nó khoảng 12, 13 rồi nha. Dễ thương lắm luôn. Hết dây nha quý chú, cây này hết dây. Cây đó rất là già rồi. 700 ngàn một cặp này nha, em bao ship cho mình toàn quốc luôn nha. Toàn mình hết trơn. Đó. 700. Đó, với một cây nhỏ đó ha. Đó, 700. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 10. Đó, cũng là một cặp linh sam, một cây 86 dáng bạc phong. Dưới một cây linh sam 86 ha. Đó, cây này siêu bông nha bà con, dáng bạc phong ha. Chiều cao như vậy, đó là 33. Đó, chiều dài tán này là 22. Cây này dáng rất đẹp nha bà con. Đó, cây này thì cây siêu mini, dòng mini. Cao như vậy là 8, tán ngang dìm 20 nha. Dạ, ở nằm trên cái chậu rất đẹp nha. Phơm tàn thì ấm mịn rồi, làm cũng khá là chi tiết rõ ràng nha. Thì cái cặp này em cũng giao lưu bà con giá chỉ 700, em bao ship cho mình toàn quốc một cặp này nha. À, dòng này thì đang lên bông nha bà con, đang ôm bông lay gai nha. À, em mới vừa tuột lá ha, nó đang ôm bông lay gai. Mã số 10Z nha bà con. 11Z. Đây là một cặp, một cây trung nu nha. Trung nu. À, hôm nay em giao lưu bà con giá 400 ngàn. À, em thanh lý cho hết lô này nha bà con. Đã 22 là chiều cao, ngang như gì là 33. Đó. Hoành vị trí này ở là 16 nha. Thì cây này em giao lưu bà con giá chỉ 400, em bó bầu cho đi nha. Cốt cành rất là to nha bà con. Cây này khá to ha. Em còn một số em bán thanh lý cho hết luôn nha. Mã số 11 dách nha. Rồi tiếp theo 12 dách. 12, 13 lên chung luôn đi. 12, 13 chơi luôn ha. Chơi luôn, một cặp. Một cặp luôn. Xứng nhau luôn. Chiều cao như vậy ở là 20. Tán dài đó là 32. Đó, thì bên đây là một cặp nó cũng na ná xứng với nhau nha bà con. Đó. Cặp này nếu như bà con lấy em tính 500 ngàn, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. 500 giá thanh lý nha bà con, 16 hoành nha. Đó, một cặp này thì giá 500 em bán giá thanh lý cho mình ha. Quá đẹp luôn. Đó. Nói chung là dọn vườn những cái cây mà cho nó hết chơi vườn. Nói chung cốt cành to hết rồi. Dạ. Ở 12, 13 dách nha bà con. 500 ngàn 2 cây. Về mình ép chậu một cây thoải mái là 300 nha. Này nó nằm chậu cũng lâu. Rồi tới 14 dách. 14 dách là một cây lê kima nha bà con. Ở lê kima dòng cây ăn trái, quả trứng gà đó nha. Chiều cao cây ở là 60, chiều dài tán như vậy là 79 nha. Dạ. Ở một cây dáng trực ha, khá đẹp luôn. Cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ là 800, em bao ship toàn quốc nha. Hoành nó là 17 nha bà con. Ở cây này cốt cành nuôi rất là to rồi nha. Cây trực. Cây dáng trực rất đẹp rồi, ha. Cốt to ha. Ở lớn hơn tay cái em rồi nha. Thì giá 700 ngàn em bao, 800 ngàn em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 14Z nha. Đó. Cây này em bó bầu cho đi ha. Dạ rồi. 15 15 nhất.
15 dách là một cây Samsung hình ở đế nơm. Ở cái này hôm nay em giao lưu con giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc cao như gì là 66, ngang như vậy đó là 78. Dạ. Cái hoành ha, vị trí này là 17, ở đây là 25, còn cái hoành đế chỗ này là 20-42. Ở chiều cao cái đế sổ này đó là 33. Ở một cây linh sam song hình trồng ống từ nhỏ nha. Này về có thể mình tiễn bớt những cái ghế lớn này, mình cho nó ôm đá nha bà con, làm tiểu cảnh rất là đẹp nha. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc ha. Cốt cành to, phơm tàn ấm mịn nha bà con. Dạ, 1.800.000. Rồi tiếp theo, mã số 16, có cây nào lên chung luôn nữa đây, cặp nữa đây. 16. Đúng rồi, 16 cũng là cây trung nô, cây này dáng trực lắc rất đẹp nha, mặt cắt nó kéo rất là mạnh rồi. Rồi cặp này cũng đồng giá là 600 luôn. Cao như gì là 20, chiều dài là 28 nha. Quá cái này một chú cặp lại mới bán nha bà con. Chiều cao là 29 ha, dài là 30. Đó. Cái này em phải bán một cặp nha. Cây quá già luôn. Nù. Hoành vị trí này là 18 thì một cặp này 600, em bao ship toàn quốc cho mình nha. Ở mã số 16 ha. 16 ha. 16. Chưa chưa anh dừng lại. Đây. Mặt tiền đây. Một cặp 600 ngàn một thôi. Một cặp 600 ngàn. Rồi, đẹp. Rồi, luôn. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 là một cây nguyệt quế ở lá xoắn bông chùm luôn, phơm tàn thiên nhiên luôn, cây rất đẹp nha bà con. Cây này lá rất là xoắn luôn nha. Đó, thì một cốt lên ba thân nha. Đó, tam tài nha bà con. Chiều cao này là 54, chiều dài tán này là 85. Dạ. Hoành vị trí này là 17 nha bà con. Ở cây này thì em giao lưu với bà con có giá là 800, em bao ship toàn quốc hay em bó bầu cho đi nha bà con. Mã số 17 Z nha. Ở cây này phơm tàn ấm mịn nha, này chỉ cần cuôn tỉa chơi thôi, không cần phải vô dây gì thêm nữa nha bà con. Đó. Rồi tiếp theo mã số 18 Z, em có một cây chiếu thủy trung nu lùng lực ha. Ở cây này phơm tàn ấm mịn, cốt cành to nha, dòng lùng lực rất là đẹp ha, tàn thì nó đã mịn ngần hết rồi, để đẹp luôn nha bà con. Cây này là cây chân mà chi cành khá chuẩn nha, cao là 17 nha, chiều dài tán này là 40, chiều sâu này vô chỉ có 27 thôi. Dạ, cái tàn trực lắc nha. Ở thân thì già nu nút, cái này ép chậu lên cây rất là đẹp nha. Cây này chưa ép chậu, nếu như mình ép chậu lên cây này rất đẹp nha. Đó. Này lùng lực nha bà con. Ở đế thì khỏi chê luôn. Đây, bà con mình xem đây. Đó. Đế nó nở ra, thân nó xù rất đẹp ha. Dàn phơm quá dày luôn rồi, mịn rất mịn luôn. Cuôn tỉa mình chơi thôi. Hoành vị trí này là 21, ở hoành cũ đây là 25. Em giao lưu bà con giá bó bầu là 1.000.000 nha, em bao ship toàn quốc nha bà con. 1.000.000. Rồi chơi cặp nữa. Cặp khế luôn, 19. Còn cặp gì nữa cứ đem nghe hết đi anh ơi. 19 ha. Cô chú 19 giá cặp khế này em giao lưu bà con giá là 500, em bao ship luôn. Cao như vậy đó là 35, tán ngang như vậy đó là 36. Cây này cao như vậy đó là 33, ngang gì đó là 46 nha. Khế Nhật nha quý vị. Khế này nói chung là bán cặp 500, còn rẻ hơn cái phôi nữa nha bà con. Dạ. Đó, cái này rất là già cây rồi. Hoành vị trí này là 18 ha, một cặp mà 500 gì ha, rất là mềm nha bà con. Lưu ý giùm em, khế đi nó sẽ rụng lá nha, nó rụng trụi luôn. Cây này là nó đi nó về nha bà con, mình gửi lộn địa chỉ, nó đi nó về, bây giờ nó lên tược vậy đó nha. Đó, bữa hôm nó quỵ xuống dở lên vậy đó nha. Dạ. Đó. Đây. 24 là hoành tổng nha. Ở bệ đế rất đẹp, 500 ngàn một cặp, em bao ship cho mình toàn quốc nha bà con. 500 à. Một cặp. Rồi tiếp luôn. Rồi mã số 20 nha. 20 600 ngàn một cặp luôn. Nói chung là em thanh lý cho hết cái lô trung nu này, em lấy cái mặt hàng mới về ha, mình bán. À. Dạ. Cây nuôi rất là chiều cao là 22, chiều dài tán là 38. Cây này chiều cao 19, chiều dài tán như vậy là 40. Cây này là em bao đẹp cho mình luôn, tại cái dàn phơm này nó đang em cắt tỉa lại nó gọn lại đó, mình nhìn chưa có ga dán không. Khi nào mà cái dàn phơm nó mịn lên cái này là cực kỳ đẹp luôn nha bà con. Cặp này 600 rất rẻ, nọ cây này không có thể em bán 600 rồi nha, bữa nay em khuyến mãi cho mình luôn. 18 hoành. Cái cũ này là 30. Đây cái cây mà cái dáng trực lắc gì nè bà con, rất là đẹp luôn nha. Yeah. Này là em bán thanh lý những cái cây cuối nha bà con. 16 cây đẹp thì em bán hết rồi. Còn những cái cây này thì em bán cái giá mà thanh lý vườn nha. 20 là chiều cao, chiều dài tán gì là 35.
600 ngàn một cặp này, em bao ship toàn quốc mã số 20 nha. Cặp này cũng là cuối clip nha bà con. Đó. Hết rồi anh hả? Hết rồi. Lấy ra nữa đi. Anh kiếm có nữa rồi. Thì cặp này cũng cuối clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh Lục Đỉnh Miền Tây để mình theo dõi những clip mới nhất. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, rất nhiều cây giá cực kỳ dễ thương hết chú. Ủng hộ Thanh Bình ha. Con cảm ơn quý chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.